là chuyển nè, cái hoa này nó tươi không, nó phân nó rơi xuống thành rác, chuyển nó thành phân bón nó nuôi cây khác. Cái đau thương đó mình phải học nó, chuyển đau thương này thành ra phân bón nuôi cho mình có một nguồn ăn lạc khác. Quý vị thấy không? Quý vị thường tụng nè, biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Mình nói với Phật, Phật ơi, đàn con dại đang từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Nguyện với Phật rồi mà. Bao tội khổ trong đời ác trượt, chỉ vì đâu? Vì tham sân si mạng gây nên. Hôm nay mình nói với Phật, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ tam bảo. Tập khí năm xưa rồi sẽ chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác sẽ nở trăm hoa. Chừng đó niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Không từ bỏ thế gian này, cùng tăng thân xin nguyện trở lại, nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Mình nói ghê gớm như vậy. Đó là cái người mà người ta sống khổ mà người ta không để cái khổ nó hoành hành. Có một quý vị nào để ý những cái con thú mà giữ trong rừng, như con cọp, con sư tử, nó bị thương, ai dám tới gần con sư tử mà trị lành vết thương cho nó? Nhưng mà quý vị, con sư tử trị vết thương bằng cách nào không? Nó đi tìm cái chỗ yên lành, nó nằm im đó để cho vết thương nó lành rồi nó mới đứng dậy nó đi. Có bao giờ con thú dữ trong rừng mà được người ta băng bó đâu? Nhưng con thú dữ nó biết cách, nó làm cho nó lành vết thương. Chúng ta cũng thế. Khi đau thương tràn ngập cõi lòng, tìm một góc ngồi yên cho nó tĩnh.